Năm mới, Tết đến xuân về, app dầu, app mở trên nở, app đăng ký kênh Quân Torico để nhận được những thông báo video mới nhất từ kênh của mình. Vì vậy nên các bạn hãy tự giác đăng ký kênh Quân Torico để trở thành một người thanh lịch, văn minh, đẹp trai, xinh gái và có thật nhiều may mắn tốt lành trong năm mới này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui các bạn đến với series Run City và chúc một ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, chúng ta hiện tại đang cần cảnh một chú rồng Hagrid của cuộc đua Hagrid mới này. Và chú rồng này thì có ngoại hình cũng gọi là khá là gọi là ấn tượng các bạn. Tại vì ngoại hình này thì giống như là những chú rồng quỷ trong truyền thuyết. Và chúng ta sẽ đến rõ hơn về chú rồng này nha các bạn. Ok, và đây chính là chú rồng của sự kiện cuộc đua Hagrid lần này. Một chú rồng là High Blood Demon Dragon. Và khá là nói chung là kiểu như là có họ hàng với lại chú rồng Lusgot các bạn. Ngoài trừ chú rồng này thì không có gọi là kỹ năng hút máu, hấp huyết. Nhưng mà có hệ thì là hệ ác mộng đầu tiên nè, hệ bóng tối đặc trưng của gọi là loài này nè. Rồi có hệ ánh sáng các bạn, chắc là ánh sáng từ cái đèn đang ngậm ở trên gọi là ánh đèn nhỏ nhoi thôi. Và hệ đấu sĩ chắc là đến từ bộ giáp của anh ấy. Rồi nói chung thì chú rồng này cũng gọi là như ba chú rồng khác, nhưng mà đặc biệt hơn là sẽ có hệ gọi là ngoài không gian đầu tiên. Cũng đã có rất nhiều chú rồng Legend có hệ ngoài không gian đầu tiên rồi, mà để xem thì những hệ đó là như thế nào các bạn. Ta sẽ quan sát lịch sử của rồng Run City nè. Đó, dường như là chưa có hệ trao đầu tiên thì phải. Đây, những rồng ngoài không gian thì thời gian đầu chưa có xuất hiện ở đây, nhưng mà thời gian sau thì cũng đã có xuất hiện rồi nha các bạn. Đây là những rồng mà chúng ta gọi là ta chơi chúng ta có nè. Đây là đầu tiên là chúng ta sẽ có chú rồng là Pháp Sư Kaka các bạn, có hệ ngoài không gian đầu tiên. Nhưng mà hệ này thì ngoài không gian này khá là yếu so với những hệ ngoài không gian khác. Rồi và tiếp theo chúng ta có chú rồng này, cũng có hệ ngoài không gian đầu tiên nè. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ có chú rồng nào nữa. Ok, và chú rồng này, nói chung là chú rồng này thì là chú rồng Hagrid gọi là Vampire thì cũng rất là nổi tiếng rồi. Một thời là mưa làm gió trong thời gian gọi là cũng là mới đây thôi. Và chú rồng trước thì cũng bình thường. Rồi tới chú rồng này thì nói chung là cũng đặc biệt vì có hệ trao đầu tiên. Và chú rồng Hagrid có hệ trao giống như là những chú rồng thủ lĩnh của dòng tộc Vampire. Đấy, chắc là có họ hàng đấy các bạn. Còn bên đây thì nói chung là cũng có một vài chú rồng chúng ta đã xuất hiện như vậy rồi. Nói chung thì chú rồng này xét về chung lý thuyết thì có lẽ chúng ta gọi là cũng không cần thiết để mà chúng ta sở hữu, vì mình cũng đã có một chú rồng có hệ ngoài không gian đầu tiên, vậy là đủ rồi. Nhưng mà vì chú rồng này có họ hàng kiểu như là cũng gọi là ngoại hình và họ hàng với chú rồng Lusgot, nên có lẽ chúng ta cũng sẽ thử chúng ta đua tàn tàn xem có là lấy được chú rồng này không nha các bạn. Có gì tới đó rồi tính sau. Nếu như đối thủ đi quá nhanh, quá nguy hiểm hay là quá cao, chúng ta quá mệt hay là quá bận rộn thì thôi cũng được, nhưng mà chúng ta cứ trước mắt là chúng ta cứ gọi là đua tàn tàn thử xem thế nào đã. Đấy, biết đâu lại vòng này chúng ta gặp đối thủ dễ sao. Đối thủ chúng ta thì hiện tại đang là lap 4 là đa số các bạn. Một người đã lên lap 5 rồi, mà thời gian thì chỉ mới qua là khoảng tầm một ngày mấy thôi. Cái bạn đầu tiên thì tên nước ngoài nhưng mà gọi là lá cờ Việt Nam các bạn. Có lẽ bạn ấy là một người biết đua đấy. Nhiều khi bạn ấy thấy gọi là đua tàn tàn rồi gọi là ban đầu thì đua nhanh, lúc sau thì thấy mà bỏ xa đối thủ rồi thì đua tàn tàn lại. Nhưng mà thấy mình chạy lên là bạn ấy sẽ gọi là tức tốc ấy sẽ lên những lớp cao hơn nữa. Mà không sao, nói chung thì cuộc đua mà chúng ta được sắp xếp thế nào thì cũng là do số phận an bài thôi. Mà nhiều khi nếu mà bức quá thì chúng ta đua lên lớp cao, còn nếu mà kiểu mà thấy không cần thiết nữa thì thôi. Nói chung là những cái phần thưởng thì tới được lớp 12, lớp 13 và cũng là ngon rồi. Đó, còn lại thì nói chung là cũng khá bình thường đây các bạn. Đó, trái cây rồi mảnh gì cũng không có quá đặc biệt. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ xem nè. Bây giờ là thu hoạch vàng nha. Mình thì có... Can
thú vị. Đây là lab 1 thì giống như chúng ta là bao nhiêu lần cứ là y chang như vậy đó các bạn. Cứ là tới cái này thì 5 trên 6 chờ 5 phút rồi đây thì đánh 2 lượt. Qua đây là lab 2. Ok. Một điều lưu ý là các bạn có đua hay không thì các bạn cũng nên đua qua lab 1 để mà lấy 20 game free các bạn. Rồi chúng ta qua lab 2 nè. Lab 2 không, chắc là sự kiện lần này có chú rồng này chắc là cũng sẽ khó đây. Tại vì nếu mà so với lại những rồng hybrid bình thường thì chú rồng này cũng ngon các bạn. Chúng là ngon đấy. Hệ của chú rồng này cũng khá là ok. Rất là ổn áp. Bạn nào mà chúng ta chưa có rồng hybrid ngon thì chúng ta nên đua chú rồng này nha. Cũng xếp vào loại ngon đấy. Và nói chung là ngoại hình cũng khá là ấn tượng. Và có gọi là chắc có họ hàng với là Blood God. Cứ cho là vậy đi các bạn. Tên giống nhau đến thế cơ mà. Ok, và bên đây thì nói chung là cũng những cái nhiệm vụ bình thường thôi. Có chờ cũng bình thường. Và có gọi là nhiệm vụ lai rồng chiếc lá cũng như bình thường thôi các bạn. Rồi lab 3. Lab 3 thì cũng giống lab 2. Cũng là lab cuối sẽ có là lá liễu. Còn lại chúng ta cũng nên giữ những cái lượt đánh là language nha các bạn. Để mà chúng ta lấy những chiếc thuyền. Rồi ok, qua lab 4 nào. Vẫn là chiếc thuyền các bạn. Lab 4 thì đặc trưng hơn. Tại vì lab 4 gọi là qua lab 4 đến lớp 5 là chúng ta đã vào vị trí được xét nhận thưởng rồi. Có nghĩa là bạn nào mà chúng ta muốn gọi là có gọi là nhận thưởng theo hạng thì ít nhất chúng ta phải đạt lớp 5 nha các bạn, là chúng ta qua lớp 4. Thì khi đó chúng ta gọi là nếu mà hạng 2, 3 thì nhận thưởng hạng 2, 3. Gọi là thậm chí hạng 8 thì sẽ nhận thưởng của hạng 8. Chứ mà chúng ta chưa qua được là lớp 4, chưa đạt được lớp 5 trở lên thì chúng ta không có được gọi là những cái phần thưởng theo top. Cho dù chúng ta gọi là top 1 đi nữa thì cũng không có nhận được phần thưởng đó nha các bạn. Cho nên là lớp 4 nó sẽ khó hơn tí xíu. Là nó có hai cái phần đánh gọi là run nhanh. Lên lớp 5 thì nó là như vậy. Nó chỉ là chúng ta nhiều cái vật phẩm hơn một tí xíu. Thời gian chờ nó tăng lên tí xíu. Đấy, cái gì một tí xíu. Từ từ nó lên lớp 6. Và thời gian chờ nó tăng hơn tí xíu nữa. Đấy, phần thưởng vật phẩm nó cũng sẽ tăng lên. Mà đa phần thì chúng ta có sự xuất hiện của bông hoa là chúng ta cho những cái rồng gọi là đặt trứng ra, trứng Terra spam nha các bạn, spam ra nhục lên đấy. Và có trái cây hoa quả này. Lab 7 sẽ là lab mà chúng ta phải like nhiều vì có rất là nhiều cái cây like đây và cái lá đây. Lab 5 thì thời gian chờ của nó cũng tương đối là lâu các bạn, tầm 1 tiếng 48 thì tầm 2 tiếng đi. Đấy, sau lại kia thì cũng đỡ. Lab 8 sẽ là lúc mà chúng ta gọi là những cái lab đầu thì không cần hồi nhưng mà chúng ta cũng làm khá là nhiều. Đấy, đây thì chờ 1 tiếng 10 phút. Trong lúc ngồi chờ thì có thể ngồi chơi xơi nước và làm cái gì đó khác, câu cá trong Play Together. Đây thì là những cái bản đồ của trang FRZ28 nha. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Các bạn lên Facebook, các bạn tìm ra thôi. Đó, đây thì tiếp tục là lab 9. Lớp 9 thì có 10 cái cây lá liễu đây nè. Sợ nhìn mà thấy quải các bạn. Cứ là like này mà nói chung là chúng ta có thể là thôi, ta gọi là cứ là chơi theo cách bình thường của chúng ta đi. Đó, và lớp 10 nè. Lớp 10. Lớp 10 thì như đỡ ngợp hơn đấy. 32 đúng rồi. Chúng ta đỡ phải ngợp hơn. Nhưng mà phải đúng rồi các bạn. Nhìn chung là lại đỡ hơn là lớp 9 nhiều đấy. Trời ơi. Rồi, lớp 11 thì sao? Lớp 11 cũng tương đối là như vậy. Thời gian chờ nó lâu hơn tí xíu thôi. Nhưng nó không có ngợp bằng cái lớp 9. Lớp 9 là nó là mình hơi là ngợp các bạn. Ok, lớp 11. Lớp 11 là chúng ta mới nó đến đấy. Và lớp 12. Lớp 12 thì bắt đầu là like chiếc lá. Nhưng mà nói chung là 12 cái lá này chúng ta like khoảng tầm chung là chăm chỉ like 2 nhà thì chắc cũng không có lâu đó các bạn. Tầm 1 tiếng đổ lại hay là 1 tiếng đổ lên gì đó. Mà ai hên thì chắc cũng tầm hơn 30 phút. Hồi trước mình mở like, mình like hai cái cây này mà like một nhà các bạn 12 cây. Like một nhà cũng hơn 1 tiếng thôi. Chúng là chỉ có một nhà, nếu hai nhà thì sẽ nhanh hơn đấy. Rồi ok. Và những cái phần thưởng vật phẩm khác thì chờ 2 tiếng rưỡi. Thời gian ta còn nhiều mà. Đấy thì mình chỉ là mình định đua tàn đấy các bạn. Có sự kiện là chúng ta là hoa đồ gì. Lá, cây rồi vàng, bạc. Ok, này thì hơi nhiều nha. Hơi ngợp đấy. Rồi qua đây là lớp 14. Lớp 14 thì thực tế là các bạn qua được lớp 14 là các bạn lại biết chắc cho mình là tấm vé rồi. Vì qua lớp 14 là chúng ta đã ở lớp 15 rồi.
Chẳng qua là lắp 15 thì chúng ta nếu mà đua tiếp sẽ lấy được quả trứng VIP mình thích các bạn. Nhưng mà bình thường thì mình cũng không có cần thiết mà đua lấy quả trứng VIP mình thích, tại vì lắp 15 nó cũng là tốn nhiều thời gian, và nếu mà còn kịp thì cứ đua cho vui thôi. Nhưng bình thường mình chỉ đua khoảng tầm lắp 12, 13, rồi nếu mà khó quá thì mới lên 14, 15 thôi. Đấy, chúng ta cũng không có nhu cầu là quá nhiều các bạn. Không phải là chú khứ chú rồng hay rít rồng ra chúng ta cũng bắt buộc phải lấy được. Mình chỉ lấy những chú rồng nào mà kiểu mình gọi là chưa có, gọi là chúng ta lấy về chúng ta đâu có xài đâu các bạn. Thực ra thì chúng ta chỉ xài những rồng đó gọi là đặc biệt đó, giống kiểu là chú rồng hai tới lần này có skill đặc biệt nè, chú rồng bóng tối là vì chúng ta làm video hướng dẫn lấy 2 sao rồi lặn xuống sẵn tiện là lấy 3 sao cho nên là cũng đánh được. Chú rồng gọi là gió của chúng ta có phượng hoàng thì có hệ gió đầu tiên đặc biệt đấy, còn chú rồng khác thì lấy về để gọi là đại diện thôi, nói chung đại diện là chính. Đây đây, ví dụ như bây giờ thì mình sẽ thử cho ăn để xem là đã hồi chưa nha các bạn. Rồi đó, hồi xong rồi đấy, và cứ thế chúng ta bấm vào fighting, chúng ta cho đánh nè, cho Blood God ra các bạn, đấy cho chú rồng kia biết thế nào là sự tuyệt vọng. Ui xời, bóng tối là nghề của anh. Hãy xem đây, đây là bóng tối thủ nè. 154k máu sẽ được hồi lên quay. Chất thế nhờ. Ok, và đây thì nói chung là trong đây hai game nó skip thì skip trong đây chứ. 15 phút thì thôi mình quay cái tù binh, nói chung là bình thường combo như vậy thôi. Rồi lấy 20 game trong những cái sự kiện mà nói chung là cuộc đua Harris mà người ta không bận tâm tới thì đua tới đây được rồi. Đó, thấy nhẹ nhàng các bạn. Đó, nhẹ nhàng lá mùa thu, 20 game rồi xem quảng cáo đây, lấy thêm 2. Ồ, quảng cáo đây là sao mà giờ còn có 10 game nhỏ. Ủa kỳ nhỏ, sao quảng cáo ta còn lâu rồi không xem chỗ này à? Kỳ lạ các bạn, có chuyện gì mới là xảy ra ở đây nhỉ? Cái này mình nhớ là 20 game mình để dành, chưa kịp quay video nữa mà sao mà giờ còn lại có 10 game vậy? Hay là mình nhớ nhầm nhỉ? Cái này chắc là do cái gì đó rồi các bạn. Cái gì ghê lắm. Hay là thấy nhiều game quá nhỉ? Để bắt hành bớt lại game lại ta. Kỳ lạ, hay là quảng cáo xuống cấp ta. Nói chung thì cái những cái gì chúng ta thấy trước mắt nó quá là sốc đi các bạn. Ok, và nói chung thì chắc là chỉ cần đến như vậy thôi. Rồi, và có lẽ video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. À, mình sẽ lấy luôn những chú bộ nè cho các bạn xem luôn là mình đua thế nào. Ui trời ơi, cho cấp càng cao thì gọi là vật phẩm ra càng nhiều các bạn. Đó, giờ thì trái cây và vàng thì trái cây thì đôi lúc ta cũng phải chờ khá là lâu. Vàng thì nếu như không ngồi bua thôi, chúng ta có nhiều vàng chúng ta xả cả là xong. Đó, còn thấy chưa? Đấy. Rồi, vậy thì hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.